Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Danh ca Khánh Ly háo hức trở về nước gặp lại khán giả tối muộn ngày 16 tháng 6. Nữ danh ca Khánh Ly đáp chuyến bay dài từ Mỹ về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Đông đảo người hâm mộ đã chờ đón, tặng hoa cho cô. Đây là lần đầu tiên danh ca Khánh Ly trở về Việt Nam kể từ khi dịch COVID-19 bùng trên toàn thế giới từ năm 2020. Danh ca Khánh Ly cho biết cô rất hạnh phúc khi được nhiều người hâm mộ chào đón ngay từ những bước chân đầu tiên về Việt Nam. Cô chia sẻ, trên suốt chuyến bay dài, dù mệt nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy háo hức vì nghĩ đến những đêm diễn sắp tới. Tôi sẽ được gặp lại khán giả yêu quý trên quê hương của mình. Trở lại Việt Nam trong năm 2022, Khánh Ly sẽ bắt đầu tour diễn xuyên Việt mà cô xem như là chương trình lớn cuối cùng của mình tại Việt Nam. Chương trình sẽ đưa Khánh Ly đến với khán giả tại khắp các thành phố lớn của Việt Nam, bắt đầu từ Đà Lạt và sau đó là Sài Gòn, Nha Trang. Riêng với Đà Lạt, concert vào ngày 25 tháng 6 tới sẽ đánh dấu chặng đường 60 năm ca hát của Khánh Ly. Khi cô chính thức bắt đầu sự nghiệp của mình tại một phòng trà ở đây vào năm 1962, những ngày tiếp theo, nữ danh ca sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và tập ban nhạc tại Hà Nội. Sau đó, cô sẽ di chuyển vào Đà Lạt để chuẩn bị cho đêm diễn đầu tiên vào ngày 25 tháng 6 tại sân khấu Make Internet. Đồng hành cùng cô trong các đêm diễn là giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh và Quang Thành nói về tên gọi chương trình như một lời chia tay. Danh ca Khánh Ly cho biết đây hoàn toàn không phải là giã từ sân khấu. Từ sau chương trình này tôi sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân và cuộc sống riêng, vẫn sẽ đến gặp gỡ và hát cho mọi người nghe, nhưng tần suất sẽ ít hơn và quy mô hẳn cũng sẽ nhỏ hơn nhiều. Ca sĩ Khánh Ly được đánh giá là một trong những nữ danh ca nổi tiếng nhất của làng nhạc Sài Gòn trước năm 1975 và sau này tại hải ngoại. Cùng với Thái Thanh và Lệ Thu thì Khánh Ly được đánh giá là một trong ba nữ danh ca tiêu biểu nhất của nhạc trữ tình Việt Nam. Tên tuổi của Khánh Ly thường được nhắc đến bên cạnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và bà được xem là người hát nhạc Trịnh hay nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên có lẽ cũng vì vậy mà đã có nhiều sự nhìn nhận không đúng, cho rằng Khánh Ly chỉ hát hay nhạc của Trịnh Công Sơn, trong khi bà vẫn hát rất thành công nhạc của nhiều nhạc sĩ khác như Phạm Duy, Từ Công Phụng, Ngô Thủy Miên, đặc biệt là Trầm Tử Thiêng và Nguyễn Đình Toàn, với những album được xem là hay nhất tại hải ngoại như Kinh Khổ, nhạc Trầm Tử Thiêng, Hiền Cúc Vàng. Nhạc Nguyễn Đình Toàn chữ Mai ở trên chính là tên thật của ca sĩ Khánh Ly, Nguyễn Thị Lệ Mai. Tên tuổi của Khánh Ly gắn chặt với hai vùng đất phồn hoa nổi tiếng là Sài Gòn và Đà Lạt, nhưng bà thực chất là người gốc Hà Nội. Khánh Ly sinh ngày 6 tháng 3 năm 1945 tại Hà Nội. Chưa kịp lớn thì đã phải chịu cảnh cha mẹ ly tán. Mẹ đi bước nữa với người chồng thứ hai là một cảnh sát. Năm 1955, khi vừa tròn 10 tuổi, Khánh Ly theo mẹ và cha dượng di cư vào Sài Gòn. Ở Sài Gòn được một năm thì người cha dượng lại bị chuyển công tác lên Đà Lạt nên đem cả gia đình theo. Thừa hưởng dòng máu văn nghệ từ cha ruột nên ngay từ khi còn nhỏ, Khánh Ly đã rất mê ca hát. Năm 9 tuổi, Khánh Ly đăng ký tham gia một cuộc thi hát tại Hà Nội. Bà thể hiện bài thơ Ngây của nhạc sĩ Anh Việt nhưng không đoạt giải. Năm 11 tuổi, Khánh Ly trốn nhà, đi nhờ xe chở rau từ Đà Lạt xuống Sài Gòn để tham gia cuộc thi tuyển lựa ca sĩ nhí do Đài Pháp Á tổ chức tại rạp Norodom. Ban đầu Khánh Ly chọn bài từ Dã Kinh Thành để dự thi nhưng ban tổ chức không đồng ý vì đó là cuộc thi dành cho con nít, nên bà đành chọn bài Ngày Trở Về của nhạc sĩ Phạm Duy. Lần này, Khánh Ly đã thắng được giải nhì. Thi hát xong, Khánh Ly lại theo xe chở rau ngược trở về Đà Lạt năm 1957. Gia đình Khánh Ly lại chuyển về Sài Gòn, sống gần khu chợ Quán, theo lệnh điều chuyển công tác của người cha dượng. Tuy không được học hành bài bản, không biết một nốt nhạc nào nhưng chưa lúc nào bà thôi nuôi ước mơ trở thành một ca sĩ. Năm 1960, Khánh Ly bắt đầu đi hát ở vài nơi nhỏ lẻ. Vốn là người mê đọc sách, yêu thích hai nhân vật Khánh Kỵ và Yêu Ly trong Đông Chu Liệt Quốc, bà bèn đem tên hai nhân vật mà mình thần tượng ghép lại thành nghệ danh Khánh Ly năm 1962. Khánh Ly bắt đầu xuất hiện trên sân khấu phòng trà Anh Vũ trên đường Bùi Viện. Tuy nhiên, đi hát chưa được bao lâu thì bà đành phải bỏ ngang vì một lần lầm lỡ.
Khánh Ly theo chồng về Đà Lạt và sinh con khi mới tròn 17 tuổi, rồi đi hát ở Night Club, vũ trường duy nhất của Đà Lạt khi đó. Mức thù lao 2.500 đồng mỗi tháng, tương đương với lương của một trung úy, giúp cho Khánh Ly có một cuộc sống dư giả và thoải mái nuôi con. Hàng đêm sau khi hát xong, Khánh Ly ngủ lại nhà trọ của các vũ nữ đến sáng mới bắt xe về nhà chơi với con, rồi đến chiều lại bắt xe đi hát. Trong những cuộc phỏng vấn sau này, kể lại khoảng thời gian sống cùng mẹ và cha dượng, nữ ca sĩ không tránh khỏi những ngậm ngùi, sự non nớt trong đời sống, tuổi trẻ nông nổi và bướng bỉnh, cộng với hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn, thiếu vắng tình thương của người cha và sự quan tâm chăm sóc của mẹ đã khiến cuộc đời Khánh Ly đi vào những ngã rẽ không thể quay đầu khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa sẵn sàng làm vợ nhưng lại bị cuốn vào một cuộc hôn nhân mà thậm chí không biết rõ tình yêu là gì, chưa sẵn sàng làm mẹ nhưng lại sanh liền một lúc hai người con. Những năm tháng đó, Khánh Ly như một hòn sỏi thô mộc thảm lăn trên triền dốc, vô định, vô ưu, mãi miết lăn. Theo quán tính, cuộc sống gia đình, hôn nhân và những đứa trẻ vẫn còn đâu đó rất xa xôi trong tâm thức của cô gái tuổi 18. Chỉ có âm nhạc và những bản tình ca là hiển hiện rõ ràng, cuốn hầu hết mọi sự quan tâm, say mê của bà. Năm 1967, cuộc hôn nhân không tình yêu của Khánh Ly cuối cùng đã đi đến hồi kết sau 5 năm lạnh nhạt. Bà rời Đà Lạt, ôm hai con trở lại Sài Gòn, bắt đầu dấn thân sâu vào con đường âm nhạc. Cũng từ năm này, Khánh Ly bắt đầu đi hát với Trịnh Công Sơn tại Quán Văn, là một sân khấu được dựng tạm bợ trên bãi đất trống phía sau trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Từ những đêm nhạc ngoài trời, không thù lao này, tên tuổi của Khánh Ly vụt lên như một hiện tượng trong làng nhạc Sài Gòn khi đó. Khánh Ly nói rằng thời gian trước năm 1967, bà hát rất bản năng vì không được theo học nhạc từ bất kỳ ai. Sau khi gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được Trịnh Công Sơn hướng dẫn và tập cho hát những bài hát của ông, đó chính là những bước đi đầu tiên để Khánh Ly dần dần. Khánh Ly nói rằng thời gian trước năm 1967, bà hát rất bản năng vì không được theo học nhạc từ bất kỳ ai. Sau khi gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được Trịnh Công Sơn hướng dẫn và tập cho hát những bài hát của ông, đó chính là những bước đi đầu tiên để Khánh Ly dần dần trở thành giọng ca ăn khách bậc nhất thời đó.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.